Rồi tới còn khoảng 17 cây nữa mình sẽ tới đồng băng. Ôi mệt quá. Ôi. Ở đây là cao nguyên đá đồng băng. Cao nguyên đá Đồng Văn, hay còn gọi là Sơn Nguyên Đồng Văn, là một cao nguyên đá trải rộng trên 4 huyện Quảng Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Ngày 3 tháng 10 năm 2010, hồ sơ công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn đã được Hội đồng Tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu, gọi tắt là GGN, của UNESCO chính thức công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Vào thời điểm đó, đây hiện là danh hiệu duy nhất ở Việt Nam và thứ hai ở Đông Nam Á. Cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở vùng cực bắc của Việt Nam, có diện tích là 2.356 km2 và độ cao trung bình là khoảng 1.400 đến 1.600 m. Cao nguyên có nhiều khu vực núi đá vôi nằm sát chí tuyến bắc, có độ dốc khá lớn, các thung lũng, sông, suối bị chia cắt rất nhiều. Ghé ăn một số đồ ăn ở đây. Đây là gì ạ? Lợn bản hả? Trứng gà hả? Ngoài móc. Còn 30 cây nữa tới hả? Chắc đường chắc xấu hơn không ta? Vậy luôn hả? Đi về tới đó luôn phải không? Vậy là đâu xấu hả? Có nào chín chưa chị? Đây là lợn bản nha. Này ăn với lá gì ạ? Cải mèo. Nhiều mẫu hóa thạch của các loài đã được tìm thấy có độ tuổi cách đây từ 400 đến 600 triệu năm. Cao nguyên đá Đồng Văn là một vùng núi đá có tuổi khác nhau từ kỷ Devens đến Permai, được bao quanh bởi các núi đất. Ở đây có mưa từ tháng 4 đến tháng 9, nhưng nhiều nước vào mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4. Hiện khu vực cao nguyên đá Đồng Văn là nơi sinh sống của khoảng 250.000 người dân tộc thuộc 17 dân tộc thiểu số khác nhau của Việt Nam. Trong đó ngoài người Hơ Mông, Giao, Tày, Nùng còn có các dân tộc như La Chí, Bu Béo, Bà Thẻn, Lô Lô duy nhất sinh sống ở đây.